em như ngàn ánh sao bừng lên trong màn đêm lung linh đẹp xinh. Những phút thần tiên bên em lòng ngất ngây, trao dâng trong lòng anh đam mê cuồng say. Mình yêu nhau đi và yêu nhau hoài nhé em, kề vai bên nhau cùng say sưa khúc nhạc tình. Mình vui đêm nay và trao nhau tình đắm say. Này em yêu ơi, tình anh ngàn lời muốn nói rằng anh yêu em, yêu ngay phút ban đầu. Tình cờ mình quen nhau trong ánh mắt em trao. Này em yêu ơi, yêu em nhất trên đời, và chỉ mình em thôi trong trái tim anh. Cảm ơn Hồng Gấm, cảm ơn Hồ Minh Cương. Ăn xong rồi ca quá, quá đáng luôn à. À cái gì vậy anh Tiết Cương? Cái gì vậy? Mời về nhà em chơi là nó đâu có lợi chúc mừng đâu. Mời anh Cương về đây. Qua đây đi, cái chúng ta em bỏ tiếp tục cuộc vui đêm nay bằng một trò chơi mới. Mời anh. Ủa, tưởng còn hát. Hết rồi. Mời anh ơi, đổi thiếu người anh ơi. Người ta không có thích em đâu. Dạ, thưa các anh chị và các bạn, trò chơi thứ ba của đêm nay có tên là Dòng Thời Gian. Trò chơi này sẽ đưa chúng ta quay ngược thời gian trở về quá khứ với những cái bộ phim quốc tế lẫn Việt Nam từ những thời kỳ đầu. Và ở đây có tất cả là 6 tấm poster, chúng ta sẽ phải sắp xếp theo trình tự thời gian từ xưa đến nay. Và hai đội trưởng sẽ chọn một trong số 3 thành viên của đội mình, người nào mà mình thấy tin tưởng nhất lên đây để thực hiện thử thách. Khi mình sắp xếp xong, mình bấm cái nút này. Đó, và đại nghĩa sẽ báo cho mình biết rằng mình đã sắp xếp đúng được mấy vị trí của poster. Ví dụ như mới có 2 thôi, mình lại thay đổi. Rồi bấm cái nút này một lần nữa, ở dưới sẽ báo lên sắp được đúng 4 tấm poster rồi. À, vậy hả? Suy nghĩ tiếp, thay đổi tiếp trong vòng 90 giây. Và mỗi một tấm poster chúng ta sắp xếp đúng vị trí sẽ ghi được 2 điểm. Nếu như chúng ta sắp xếp cả 6 tấm poster này xong trước 90 giây thì sẽ được cộng 5 điểm. Nếu như cả hai đội quá giỏi, quá xuất sắc đều sắp dưới 90 giây thì lúc đó chúng ta sẽ coi là đội nào có cái thời gian ngắn hơn thì đội đó sẽ là đội được cộng 5 điểm. Bây giờ hiện nay điểm số của hai đội như sau. Đội của Việt đang có 7 điểm. Và đội của Thúy đang có 8 điểm. Và đội của Việt sẽ thi trước. Việt chọn ai? Cần một người rất là nhanh, am hiểu về ta? Điện ảnh nữa. Anh Cương đi, anh Cương. Anh Tiết Cương. Ok. Chúc mừng em nha. Dạ, bây giờ chúng ta sẽ xem coi những tấm poster này là những bộ phim gì nha. Mở ra nào. Trời. Đây là bộ phim Avatar. Bộ phim Cô Gái Đến Từ Hôm Qua. Hôm qua thôi nha. Cái này mới à. Bộ phim Khát Vọng Thăng Long. Ở dưới quyền nhắc đúng không anh Nghĩa? Ở dưới được quyền nhắc. Đội em đúng không? Thoải mái. Đều là những bộ phim nổi tiếng thế giới lẫn Việt Nam. Thời gian 90 giây bắt đầu. Godfather. Titanic đúng không? Titanic. Hay quá. Đúng rồi. Anh ơi, anh cầm một lần một tấm thôi, anh cầm một lần một tấm thôi. Rồi. Có đâu, từ nó đi bụi bây giờ nè. Avatar trước, đúng luôn. Rồi. Bấm nút. Mới đúng được có 4 tấm thôi anh. Làm tiếp tục không? Thằng Long trước thằng Long. Chưa, mới đúng 4 tấm thôi. Rồi bấm rồi, chặt tiếp. Đúng được 3 tấm. Cái Avatar. Nghe Nam Thư kìa. Cái Avatar. Đổi lại. Avatar thứ tư. Avatar thứ tư. Nhanh. Anh Cương về. Đúng rồi, Avatar trước. Đó. Rồi chưa? Bấm nút. Rồi chưa? Bấm nút. À đúng hoàn toàn rồi đó. Chính xác. Chúc mừng. Hay quá. Dạ thưa các anh chị, bộ phim Bố Già Godfather vào năm 1972, bộ phim Titanic năm 1997, Superman Return siêu nhân trở lại là năm 2006, Avatar năm 2009, Khát Vọng Thăng Long một bộ phim rất là hay của điện ảnh Việt Nam chúng ta năm 2010 nhân kỷ niệm 1000 năm Thăng Long, và bộ phim cuối cùng là bộ phim Cô Gái Đến Từ Hôm Qua là năm 2017 mà chúng ta cũng vừa xem trong thời gian vừa rồi. Chúc mừng đội của Minh Điệp. Hay
quá. Ghi trọn vẹn cả 6 tấm poster này, mỗi tấm 2 điểm là 12 điểm. Đội này sắp xếp rất là nhanh dưới sự gọi là tư vấn nhiệt tình của đội trưởng lẫn Nam Thư. Chứ có chị Lê Giang ngồi là coi giống như là cái kiểu ta đây biết hết mà không thèm chỉ. Biết chứ tại nó không hỏi. Nhà mình sắp dưới 90 giây rồi, nhưng mà phải chờ nhà bên đây đó. Nếu như nhà bên đây cũng sắp xếp dưới 90 giây thì mình sẽ so coi nhà nào có thời gian ít hơn sẽ được cộng 5 điểm. Bây giờ thì đội trưởng Thúy, em chọn ai? Em chọn anh. Rồi đi sớm luôn. Chúc mừng. Chúc mừng chú. Anh lại mình giỏi. Đi đường, đi đường, mình giỏi anh. Thì ra ra đây nè. Đi chuẩn bị. Biết trước cái gì xảy ra. Nào, mời các em hãy mở những tấm poster này ra cho anh Tấn Bèo xem đó là những phim gì nha. Còn nước ngoài là tại vì bao giờ cho đến tháng 10 kìa anh. Tây Sơn Hào Kiệt. À cái này có anh. Đó đó, có hình anh. Có anh. Ờ, cái này có anh. À, à cái này à, có. Cái này có em nè. Hả? Em ở đâu mà anh trống? Cái này căng à. Đây. Bộ phim Chạng Vạng nè. Em chưa 18, Fast and Furious, Cuốn Theo Chiều Gió, Tây Sơn Hào Kiệt, bao giờ cho đến tháng 10. Bây giờ anh sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Thời gian 90 giây bắt đầu. Hey. 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 Nhanh nha anh, nhanh chứ. Cố lên chú ơi, nhanh lên. Cái này đi. Bên kia người ta làm là dưới 90 giây đó. Tôi không biết, từ từ. Tôi không biết. Em 18 xuống, em 18 xuống. Dưới này. Cuối cùng luôn. Tôi không biết, tôi sắp vậy đi. Đừng có lo. Tây Sơn, Tây Sơn lên đi. Khoan, đừng có la. Từ từ. Từ từ, tôi biết phim này có tôi nằm kế ở đây mà. Đó, tôi bảo đảm. Cái này khoan, 7 rồi. 7 rồi. 7 rồi. Anh ơi cầm một tấm một lần thôi anh ơi, đừng cầm nhiều. Tôi có quyền chứ, tại vì tôi làm cho lẹ mà. Trời ơi, mấy đứa đâu dính vụ. Bình tĩnh. Chắc cứu rồi. Chắc cứu một điều là sai rồi đó. Thôi lẹ chú, đừng thử mà. Rồi, thử bấm đi, bấm đi. Đúng được mấy phim rồi. Dạ 4 tấm. 4. Cái Tây Sơn á, Tây Sơn đổi lên. Tây Sơn cứ đổi lên. Không được, cái này trước. Phải không? Trước, đừng có cãi, cái này sao? Vậy đổi hai kia, đổi hai kia trước kìa. Đổi hai kia kìa. Cái đứa làm phân tâm quá. Cái đứa làm phân tâm quá. Đó là coi như là thấy tôi đang đợi tôi rồi đó. Bung chuông lên, bung chuông. Trời ơi, còn ba, đúng còn ba. Đổi lại hai cái đầu chú, đổi lại hai cái đầu. Cái gì? Hai cái đầu đổi lại đi chú. Hai cái đầu hả? Đổi lại. Đúng không? Đúng rồi, đổi lại đi. Đổi này, đổi này. Cái này xuống lên á. Cái này lên đâu? Lên lên trước, lên trước. Không được, cái này bao giờ tới tháng 10 là phim này lâu lắm rồi. Hết giờ. Trời ơi. Rồi, anh để lên đó. Mời anh. Tây Sơn chú lâu lắm rồi đó. Từ từ. Rồi qua mấy đứa không à. Anh Bèo sắp xếp đúng được 4 tấm poster. Thôi, vậy cũng hay rồi. Đầu tiên, bộ phim Cuốn Theo Chiều Gió là một bộ phim kinh điển của thế giới. Và nó lâu lắm rồi. 1939. Nó nằm ở đây là đúng. Hai cái chú nghe lời con gì? Vị trí thứ hai đúng ra phải là bộ phim Bao Giờ Cho Đến Tháng 10. Chính xác, chính xác. Nó là một trong những bộ phim kinh điển của điện ảnh Việt Nam. Vậy là có nhiều đó rồi. Năm 1984. Số 3 mới là cái Twilight này. Bộ phim Chạng Vạng năm 2008. Thứ 4, Tây Sơn Hào Kiệt. Đúng, năm 2010. Cũng là làm về một người anh hùng dân tộc, Quang Trung Vũ Huệ. Dạ. Thứ 5, Fast and Furious là năm 2015, chính xác. Và cuối cùng Em Chưa 18 năm 2017. Đúng. Chỉ có vậy thôi, tại thua là thua cái mấy đứa ăn hại nè. Đi theo ăn hại không? Chú mới có lập trường của chú. Dạ. Chứ con nói gì kệ con. Kết thúc cái trò chơi thứ ba này thì đội của Việt có được 19 điểm. Nhưng mà mình bởi vì sắp xếp 6 tấm poster đó dưới 90 giây mà chính xác hết, cho nên mình được cộng thêm 5 điểm nữa là 24 điểm. Chúc mừng. Và đội của Thúy 16 điểm. Không sao, tất cả còn nằm ở phía trước. Chúng ta sẽ đến với trò chơi thứ tư của đêm nay.